Quân, xin chào tất cả các anh chị. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các anh chị một cái cách rửa kiến xe ô tô hoặc là rửa kiến cửa sổ ở nhà mình hoặc là những cái kiến cửa tủ của chúng ta rất là hiệu quả và nhanh chóng và rất là dễ dàng. Trên tay em thì có bao gồm một cái dụng cụ, đó chính là một cái cây cào nước rửa kiến. Cây cào nước này thì chúng ta có thể mua trên những trang thương mại điện tử hoặc là những cái cửa hàng tiện lợi, thì nó cũng rất là rẻ, đâu đó khoảng mười mấy hai chục ngàn. Cái cây này em mua khoảng 15 ngàn mà cào nước cho kính rất là hiệu quả. Cái thứ hai nữa là một cái chai rửa kiến. Chai rửa kiến này thì những cái cửa hàng tiện lợi bán rất là nhiều và rất là rẻ. Cả nhà chúng ta có thể mua để chúng ta sử dụng rửa kiến, nó sẽ sạch hơn. Đây là cũng một trong những loại nước rửa kiến chuyên dụng để dùng cho kiến rửa kiến xe, kiến ô tô, kiến nhà hoặc là kiến cửa sổ, kiến tủ, rất là tốt. Rồi xin mời cả nhà chúng ta cùng em vệ sinh xem cái hiệu quả của nó nha. Vâng, thì để em thực hành cho tất cả các anh chị cùng xem cái cách lau kiến của em rất là dễ dàng. Thì chúng ta dùng cái chai nước lau kính này, chúng ta xịt một cái lượng vừa đủ lên trên kính bằng để chúng ta vệ sinh. Sau đó thì chúng ta dùng cái cây gạt này, gạt từ trên gạt xuống dưới, gạt qua gạt lại, gạt như vậy. Cái phần nước rửa kính này chúng ta có thể dùng cái dẻ chúng ta lau lại. Tuy nhiên cái mặt kính này chúng ta không được dùng cái không nên dùng cái dẻ lau. Tại vì nếu mà các anh chị dùng cái dẻ lau không có sạch thì thường cái dẻ lau của chúng ta sẽ lau nó sẽ bám lên một cái lớp bụi lên, sẽ làm cho kính chúng ta sẽ dơ lại. Chúng ta nên dùng cái bộ sản phẩm này là một bao gồm một cái cây gạt nước và một cái chai rửa kiến chuyên dụng. Rồi thì chúng ta vẫn áp dụng cho những cái kính khác còn lại như vậy. Vâng, thì chúng ta vẫn áp dụng cái cách thức như vậy đối với những cái kính xung quanh xe của chúng ta. Các anh chị có thể xịt lên kính và chúng ta cào. Đây, em tiến hành làm cho mọi người xem. Cách này rất là hiệu quả và kính của chúng ta rất là sạch. Chúng ta cứ kéo từ trên, chúng ta kéo xuống dưới như vậy là ok. Loại bỏ những cái cặn bẩn, những cái canxi nó bám lên trên kính của chúng ta. Rất là dễ. Chúng ta không nên dùng cái dẻ lau, chúng ta lau. Dễ lau có thể làm bám bụi và nó không có sạch, cái kính của chúng ta rất là dơ. Cái nguyên lý của nó thì cũng giống như cái đồ gạt kính của xe như vậy đó. Tuy nhiên cái kính của chúng ta, cái gạt kính của chúng ta nó sẽ không sạch bằng cái cây cào của chúng ta. Tại vì nó không, nhiều xe nó cũ, nó không có sát được. Chúng ta nên mua cây này, rất là dễ, vậy là xong rồi đó các anh chị. Để em show cho các anh chị xem cái kính sau khi em rửa nha. Rất là sạch. Vâng, thì em đã hướng dẫn tất cả các anh chị cái cách vệ sinh kính tại nhà rất là đơn giản và hiệu quả với hai bộ dụng cụ này.
chúc tất cả các anh chị có thể làm theo tại nhà và vệ sinh cho thiết bị nhà của chúng ta, bao gồm những bề mặt kính, hiệu quả. Nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo ủng hộ em nhé, để em có tinh thần động lực để em có thể ra những video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem. Xin tạm biệt. Thank you.